Gia Linh. Ừ đúng rồi, con bắt đầu bơi ấy thì như nào, tay như nào, chân như nào, con trụm vào con bơi và nghe ba thử xem nào. À, ok. Chúng ta sẽ quan sát động tác bơi ếch của Gia Linh 8 tuổi. Cút. Tốt đấy. Như vậy hả? Ra đây bơi thử lần nữa, sẽ ra đây xem nào. Tôi bơi ba đây, ra đây cho ba xem này. Đó, con bơi ra dọc này xem này. Bơi ếch được, bơi bất sải, bơi ngửa. Ok, chúng ta sẽ đến với Xuyên bơi ếch chân như nào này. Đây là Bình Xuyên 10 tuổi. Rồi, ok, Bình Xuyên đang hướng dẫn cho bà cách bơi. Rồi, chúng ta thấy là động tác chân đạp rất là dứt khoát. Okay, chúng ta sẽ luyện tập bơi ếch nhá. Hành trình trở thành người nhái. Wow, ha. Sắp bơi ra tận ngoài kia rồi. Một chút tôi nữa là ra tận ngoài đấy đó. Ồ. Trời ơi, đau quá nè. Đứng này, mẹ đang quay video nó rung điện thoại. Được 3 phút 27 giây rồi. Sắp tới rồi, sắp vào bờ rồi. Cố lên, ngắm đi. Không được bơi ra. Cố lên, cố lên. vào bờ rồi, tông vào bờ rồi, cố lên, cố lên. Dạ ba.